Thưa quý vị, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Hội nghị được tổ chức trực tuyến toàn quốc giữa đầu cầu trụ sở Chính phủ với đầu cầu Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các ngân hàng, hiệp hội, doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản và các chuyên gia nhà kinh tế. Tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quỳ Phương. Theo báo cáo, trong giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2023, cả nước có 499 dự án nhà ở xã hội được triển khai với quy mô 411.250 căn. Về quy hoạch, bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, cả nước hiện đã quy hoạch 1.316 khu đất với quy mô 8.611 ha làm nhà ở xã hội, tăng 5.252 ha so với năm 2020. Đặc biệt, gói tín dụng 120.000 tỷ cho vay nhà ở xã hội đến nay, các ngân hàng đã cam kết cấp tín dụng cho 15 dự án với số tiền khoảng 7.000 tỷ đồng. Trong đó đã có 8 dự án nhà ở xã hội tại 7 địa phương được giải ngân với số vốn khoảng 640 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về các vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư, thủ tục về đất đai, công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thời gian qua, đồng thời đề xuất kiến nghị các giải pháp đẩy nhanh thực hiện đề án. Kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, thời gian qua cả nước đã hoàn thành hàng trăm dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân giúp cho hàng chục nghìn hộ gia đình thu nhập thấp và hàng trăm nghìn công nhân được cải thiện nhà ở, có chỗ ở an toàn. Mặc dù đạt được nhiều kết quả khả quan, tuy nhiên, việc phát triển nhà ở xã hội so với mục tiêu, yêu cầu, mong muốn thì chưa đạt được và còn một số tồn tại khó khăn. Nhấn mạnh nhà ở xã hội là nhà ở bình thường như các loại nhà ở khác, phải đảm bảo chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường, Thủ tướng yêu cầu tất cả các chủ thể có liên quan, mỗi người, mỗi tổ chức chung tay, góp sức tạo phong trào, xu thế phát triển nhà ở xã hội, đặt mình vào địa vị của người khác và đặt mình vào địa vị của những người chưa có chỗ ở để hành động. Trong đó có việc nghiên cứu, triển khai gói tín dụng cho người mua với thời gian từ 10 đến 15 năm và lãi suất thấp hơn từ 3 đến 5%. Quyết tâm thực hiện được xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân, khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.